thì thả chân xuống là mình phải thở ra mà lỗ mũi liền nha. Còn mình còn giữ chân được thì mình còn đứng thở, hiểu không? Rồi làm như vậy 10 lần, thả lỏng cái này nha, đừng giờ gồng cái chân mình nha, đừng bao giờ gồng cái chân của mình thả lỏng, mình dùng cái eo. Phải nâng cao, mình chỉ nâng như vậy thôi là được rồi. Nín thở lại. Rồi mệt chưa? Còn nín thở được nữa không? Thở ra. 10 lần. Các bạn đang xem Tuyền hướng dẫn một bạn người cá mây xanh tập khởi động nâng đuôi cá dưới nước. Lần đầu mang đuôi cá xuống nước thì ngồi ở mặt nước sắp sắp, bắt đầu nâng đuôi cá nhẹ nhàng lên tùy theo hơi thở hít vào của mình. Hít vào bao nhiêu thì nâng lên cao bấy nhiêu. Còn thấy khó quá thì chỉ nâng đuôi cá lên ngang với mặt nước là được rồi. Nâng cao quá mỗi chân đúng không mấy em? Nhớ giữ thẳng chân khi nâng đuôi cá, đừng co khớp gối lại là sai. Và đặc biệt là phải thả lỏng gót chân, đừng có gồng nha, vì sẽ dễ bị dập bẻ. Lưu ý thêm là lúc nâng lên á, thì bàn chân cũng nâng lên vuông góc với chân, giống như là mình đang đứng ở trên bờ vậy đó. Nâng chân lên, hít vào, hạ chân xuống thì gót chân sẽ chạm nước đầu tiên, tạo lực đẩy cân bằng của hai bàn chân, làm ra hai cái lốc xoáy dưới nước. Nghĩa là chân của bạn tiếp xúc với nước rất cân đối. Những bạn mà tập khởi động mà không tạo được hai lốc xoáy thì cố gắng chú ý vào hơi thở, phối hợp với cái đuôi cá của mình chậm rãi từ tốn thôi sẽ được. Mục đích làm video này để mấy bạn ở xa không có cơ hội được Tiêu chỉ dẫn trực tiếp, biết rõ phương pháp khởi động dưới nước với đuôi cá. Bài tập này là sự kết hợp của hơi thở vòng eo, đôi chân và đuôi người cá. Hơi thở đúng thì sẽ điều khiển đúng nguyên cái phần chân bên dưới. Làm chủ được hơi thở, làm chủ được thân thể, bí quyết khai thông trí tuệ của người cá. Có được lốc xoáy bay ra dưới nước như ý mình muốn là từ hơi thở quyết định tất cả. Hơi thở bao nhiêu nâng đuôi cá bấy nhiêu, thì như vậy bơi đâu có mệt mỏi nữa, thích nghi được cuộc sống dưới nước như trên bờ luôn ấy chứ. Bài tập này giúp người cá sống dưới nước, hơi thở ổn định, phối hợp nhịp nhàng để giữ thân nhiệt. Nhớ nha. Rồi bây giờ tới bài tập khởi động dưới nước tiếp theo. Nằm sắp lại, nâng đuôi lên một cái, rồi thở hơi ra bằng lỗ mũi, xong hít hơi vào bằng miệng. Cứ như vậy để quen cách thở nước kết hợp bơi đuôi cá. Hồi nãy nằm ngửa nâng đuôi rất khó đúng không? Mà quen rồi và thoải mái rồi, giờ mình nằm sấp lại thì càng quá dễ dàng. Nên cái bài tập hồi nãy nó là hỗ trợ cho mình để tập luyện với cái đuôi cá ở bài tập tiếp theo này. Cuối cùng thì khi mấy bạn đã quen với hai bài tập khởi động dưới nước này rồi, Tiun mới hướng dẫn tiếp bài tập bơi khởi động điều hòa thân nhiệt dưới nước, là phối hợp nhịp thở với tay chân.
Đối với những bạn đã học bơi ếch đúng cách rồi, vô kết hợp bơi, người cá sẽ rất dễ. Chứ không thôi tôi cũng phải sửa lại từ đầu. Nhưng do tôi chưa có kinh phí đầu tư, thợ quay phim, nên quay cảnh được, cảnh không, mấy bạn cũng thông cảm. Nếu được ủng hộ kênh YouTube tôi đăng ký nhiều, tôi mới có kinh phí làm video chuyên nghiệp hơn được nha. Cái bài tập cuối cùng bơi khởi động bằng đuôi cá dưới nước này là các bạn luyện cho hơi thở của mình càng dài càng tốt. Đối với bạn hơi thở ngắn thì lắc đuôi một lần rồi hít hơi vào một lần. Nói chính xác hơn là nâng đuôi lên và hít hơi vào một lần. Tại sao tôi nói là nâng đuôi? Bởi vì bơi người cá dùng chủ yếu là phần eo, phải nâng mông mình lên mới đúng nha các bạn. Nếu các bạn mà lắc chân sai nó cũng sai. Lắc cái đuôi á là lắc cái mông của mình, giữ thẳng cái chân của mình. Còn những bạn tập giỏi rồi thì hơi dài rồi thì cứ nâng số lần lên, nâng cái số lần lắc đuôi lên 2 lần rồi 3 lần thì 4, 5 lần gì đó, rồi mới ngóc đầu lên hít hơi vào một lần thôi. Như vậy sẽ gia tăng khả năng nín thở lâu ở dưới nước của người cá, nhưng phải giữ cho nhịp thở ổn định bài bản, chứ không phải lúc lắc đuôi 2 lần rồi lắc đuôi 3 lần làm cho tán loạn. Như vậy là mất hơi thở, sẽ mau đuối sức. Nên cuối bài tập bơi khởi động đuôi người cá dưới nước này, Tion tổ chức một cuộc thi nhẹ nhàng để các bạn người cá ôn lại bài tập và thi đấu với nhau là vậy. Ok, vậy là Tion đã hướng dẫn xong 3 phương pháp cần thiết để khởi động bằng đuôi cá dưới nước cho các bạn rồi nha. Nhớ tập đúng để phổi không có bị chai, không bị quá tải. Nếu tập sai cũng giống như bị tẩu hỏa nhập ma, khiến cho tâm bấn loạn, làm chai lá phổi, không thể nín thở lâu dưới nước được nữa. Mà lợi ích lớn nhất của bài tập khởi động này là giúp gia tăng tuổi thọ. Càng nín thở lâu mà không mệt sẽ càng sống thọ để tiến hóa thành tiên cá luôn nha các bạn ơi. Cho bạn Lý Khải 9 điểm. Rồi có chờ bạn nào nữa? Bạn nào mà anh nói bạn em muốn bơi kiểu làm sao? Chân một lần rồi ngóc đầu lên một lần, hay là chân ba lần ngóc đầu lên một lần? À rồi, bạn này sẽ bơi chân một lần rồi ngóc đầu lên, kéo tay nhấc hơi vào một lần nha. Coi bạn ấy làm đúng vậy không nha các bạn ơi. Làm lần nha, chân một lần rồi, chân một lần rồi kéo tay nhấc đầu lên hơi vào, chân một lần rồi kéo tay nhấc đầu lên hơi vào. Rồi em ơi, bị kéo tay hai lần rồi, bị kéo tay hai lần. Nhưng mà cá bóng không sao, cho cá bóng, cái chân cá bóng làm đúng rồi nên cho cá bóng 9 điểm luôn nha các bạn ơi. Rồi tới phiên bạn này, em muốn làm bơi làm sao? Chân hai lần rồi kéo tay ngóc đầu lên hết hai lần một lần đúng không? Bạn ơi, bây giờ tới bạn Quỳnh, bạn ấy sẽ bơi chân hai lần và kéo tay ngóc đầu lên hơi vào một lần rồi, các bạn ấy làm đúng không? Chân 1, 2 rồi, cho bạn ấy không điểm luôn là các bé. Cho bạn ấy không điểm, không điểm, tại bạn ấy đâu có nói do giống như bạn ấy làm đâu. Bạn ấy cứ bơi vậy nè, không có đúng đâu, không, nhưng mà sai rồi, không điểm. Rồi tôi cho bạn ấy thi lại. Tiếp viên em là Thảo không? Ngọc Anh. Bây giờ bạn Ngọc Anh bơi sao? Bạn Ngọc Anh sẽ bơi chân 3 lần, ngóc đầu lên 1 lần, cho bạn ấy bơi qua đúng không? 1, 2, 3. Wow, 1, 2, 3. Nếu bạn nào tập bơi khởi động với đuôi cá chưa đúng cách thì tôi sẽ kèm riêng lại, đó là ưu tiên của những bạn được đến lớp học của người cá. Còn những bạn ở xa, cố gắng ý thức tự tập cho thông thạo rồi hãy bắt đầu bơi nhé, chứ đừng dục tốc bất đạt. Rồi, đến với câu lạc bộ người cá, tôi sẽ thường xuyên tổ chức offline tiệc tùng sự kiện sinh nhật theo yêu cầu dành cho các người cá. Tôi muốn tạo ra một cộng đồng mà tất cả người cá đều là anh chị em đoàn kết yêu thương nhau như gia đình, cùng rèn luyện sức khỏe và trí tuệ để thực hiện sứ mệnh bảo vệ thiên nhiên và động vật nha các bạn ơi.